Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món ốc bò hấp hẹ. Thì đây là cái ốc bò này mình đã mua về mình xử lý sạch các bạn. Thì cái ốc này các bạn mua về các bạn xử lý, các bạn làm lấy những cái mạch máu ra để cho nó đừng có bị hôi. Thì để làm cái món ốc bò hấp hành hấp hẹ này á thì mình cần chuẩn bị những thứ nha, như là ốc bò, hẹ hẹ các bạn cắt khoảng 30-40 cm thôi, gừng, tiêu, muối và hạt nêm. Thì cái cách làm thì cũng đơn giản đó các bạn. Giờ mình sẽ cho một lớp hẹ ở dưới cái tô này, mình trải ra như thế này để mấy cái góc ở dưới nè cho nó chín chín trước. Mà mình trải một lớp hẹ phía dưới, mình cho ốc bò vào. Mình sẽ cho cái ốc bò nằm ở trên một cái lớp hẹ, sau đó mình sẽ bỏ một phần hẹ còn lại phía trên cái ốc bò này. Mình cho khoảng nửa muỗng muối các bạn. Muối ăn các bạn. Hạt nêm. Nêm các bạn cho 1 muỗng hạt nêm. Các bạn cho gừng, gừng lát. Các bạn cho tiêu vào, tiêu tiêu hạt mình đâm ra. Thì các bạn ăn cay hay không thì các bạn có thể cho nhiều tiêu nhiều ít. Ở đây mình cho độ khoảng 1 muỗng cà phê. Ok, mình đã hoàn thành cái món ốc bò hấp hẹ. Thì nguyên liệu gồm có nè: ốc bò, hẹ, hẹ thì khoảng 100 g hẹ đi, gừng thì gừng mình sắc lát ra, tiêu tiêu mình đâm nhuyễn, cho khoảng nửa muỗng muối, nửa muỗng cà phê các bạn, 1 muỗng hạt nêm. Thì bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Thì mình hấp độ khoảng chừng 30 phút là nó chín. Thì đây là cái nồi để mình hấp này. Thì mình cho khoảng xíu nước thôi, mình bỏ cái tô vào mình hấp hấp khoảng 30 phút là mình có món ốc bò hấp hẹ. Giờ mình sẽ để nắp kính lại, chờ khoảng 20 đến 30 phút là mình sẽ có thể có cái món ốc bò hấp hẹ thành phẩm. Các bạn có nghe cái tiếng sôi của ốc bò mình đang hấp không? Sôi vậy các bạn. Thì chưa chín đâu. Xịt đèn dầu huyền thoại nha các bạn. Giờ xài điện cũng vẫn sử dụng cái đèn dầu để mà mồi lửa mình đốt nướng bếp. Hầm cảnh chính chưa? Chút xíu nữa nó hơi hơi thôi, đường nó chưa ôm, muối nó chưa có tan hết, chưa chín đâu. Đây các bạn, cái nồi ốc bò hấp lá hẹ của mình đã chín rồi các bạn. Giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Nhà có nuôi gà nên hơi ồn, các bạn không thấm nha. Nhà mình sẽ đem mấy ra ngoài để thưởng thức. Đây các bạn,
các bạn nhìn ha, rất là hấp dẫn, tiêu nó còn lên lớp mặt này, hè nó vừa chín tới này, nó hơi gừng này, gừng nó hơi nước màu nó không đẹp nên là gừng nó chín, nó ra nước quá trời luôn nè, nước này rất là ngọt. Thì mình xin nhắc lại cái nguyên liệu nè, có lá hẹ, gừng, tiêu, tiêu sọ mình đâm ra. Thì đây là cái món ốc bò hấp hấp lá, đây là cái món ốc bò hấp lá hẹ của mình các bạn, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Các bạn thấy cái tiêu không? Tròn màu xanh của hẹ nè. Lớn ăn chứ không có làm em bé ăn, tại vì bỏ tiêu nhiều lắm, cay, lại gừng nữa đã cay rồi, ăn nó là ấm. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử, đầu tiên mình thử cái nước ngọt như thế nào, rất là ngọt, nó có cái mùi thơm của hẹ, mùi thơm của tiêu, cái mùi the the của gừng rất là thơm các bạn. Ngọt lắm. Bây giờ mình thử một miếng ốc bò nè. Đây các bạn thấy không? Mình vừa sắn ra nè. Nhìn rất là đẹp. Ốc nó trắng tươi. Các bạn thấy không? Ngon quá. Ốc này nó vừa mềm tới luôn các bạn. Nó không quá mềm mà cũng không quá cứng. Ăn rất là ngon. Các bạn thấy không? Nó như miếng đậu hũ non là luộc vừa chín tới luôn, như là không quá chín cũng không quá hơi còn cứng. Thử thêm miếng nữa, thêm kèm miếng nước nè. Cái này theo các bạn mình á, thì mình chấm muối tiêu thì nó sẽ ngon, nhưng mà do là mình hồi nãy mình có bỏ đường, không bỏ muối với tiêu nên mình không cần chấm. Rất là thơm. Ăn bây giờ làm thử miếng gừng với lá hẹ kèm nó như thế nào. Món này ăn rất ngon các bạn. Cái này mình sẽ ăn kèm với cơm. Đây một cái bộ ốc bò rất là to, thì một người ăn sẽ không bao giờ hết. Nên là ăn một cái bộ ốc bò này mình sẽ thấp, gia đình 4 người thì ăn vừa đủ luôn. Các bạn thấy cái ốc bò rất to. Cái nước này ăn cũng lạ miệng mà thơm nữa, gừng nó cay cay, ăn nó ấm bụng. Tí tiêu đây, bây giờ mình thưởng thức tiếp món ốc bò thôi. Mới thử miếng mà ngon quá, nước rất ngọt các bạn. Sẵn một miếng ốc đã chưa, nhìn hấp dẫn. Ốc nó béo mình cho cái lá, lá hẹ dài dài ăn rất là ngon. Thì miếng nước nó vừa tan ở trong miệng luôn. Hẹ rất là nhiều, phía dưới nó còn một lớp hẹ như này nè, nãy mình có trải dưới. Thì cái món này cũng khá là đơn giản để làm bằng. Nó chỉ phức tạp cái khâu mình làm sạch cái bộ ốc thôi. Xong rồi miếng nguyên liệu này thì dễ tìm, dễ mua. Món này cũng không quá phức tạp. Cái món này, cái món ốc bò này nè, mình có thể làm được cái nhiều món khác, có thể là mình chiên trứng cũng được nè, hoặc là mình nấu cháo. Nấu cháo thì nó sẽ không còn ốc nguyên, nó bị giã ra, nó đẹp.
chào tạm biệt các bạn ha. Chủ yếu là cái clip này mình hướng dẫn các bạn cách làm cái món ốc bò hấp lá hẹ để ăn với cái bữa cơm gia đình thôi. Thì mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu mà các bạn thấy clip hay á, thì các bạn nhớ like và chia sẻ clip. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, subscribe để mà theo dõi những cái clip mới nhất từ kênh. Mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Giờ mình sẽ xử cái bộ ốc bò này. Ngon lắm các bạn.